khuyết khuyết như kiểu iPhone nó mình cũng quả táo. Ừ. Nó ném chỗ kia tròn nhất thì được luôn. Tròn vo luôn. Còn mình đứng lên cái vũ trại không thật. Ai dạ. Kéo vào. Ủa vậy? Hay là cái chấm như ai? Ừ. Úi dồi, mẹ này không ít. Con này chắc chạy ghê đấy. Chỉ sợ nó nặng quá nó rút ra mất rồi. Nó cài, nó cá to nó cài. Bồn này. Giống như cá hồ nó lạ lắm, nó không như cá sông anh ạ. Cá sông đánh thế này mất to rồi. Tất đề. Không đè bắt mất to rồi. Đây gần nhà Hải như nhờ, gần rồi nhờ. Gần. Nhà Hải như trên. Có cá đâu? Có. Đang quay đây nè. Cá mà nó nổi lên nha. Nó ra. Chưa dính con mè. Mè thích quá không ạ? 8 cân đấy mình. Khổng ấy, nhà nhìn 8 cân dài á. Đầu to. Làm ẩm. Nó là mè hoa hay là mè ấy? Mè hoa, mè trắng. Mè hoa nhưng mà không phải mè cái đầu gáo đâu. Đầu bé tí. Sạch thật ấy, cũng nhận đánh. Đi đánh nhiều rồi, không đi vệ sinh khỏe tốt. Cứ nghĩ là khô sạch mà. Tắm cỏ, bò, tắm cát, đất trên này em biết. Hồ dưới kia cũng sạch, chỉ mỗi cái là nước nó không được sạch ấy. Nó đeo mà thải ra nhiều. Nó lôi tạo mình chấm lên cho nó quay. Ừ. Tập đánh đẹp nhất. Phạt đánh béo nhất rồi. Này con heo thì nhìn thấy vậy nhỉ. Heo con này mà nếu mà heo nó dài phải 4 cân. Thôi rồi dơ lên như ngãi nhỉ. Đấy. Thế đi xem. Cầm hẳn nó ra cho thích. Rồi ok. Bắt ra thả. Cẩn thận không nó chết. Đấy cho nó đầu ra đầu kìa. Đấy đúng không? Đấy quay đi. Để mà. Con này đeo gãy hết đuôi rồi. Thả đi. Con này xuống. Con này bị ấy đuôi nhỉ. Bị con gì nặng đuôi ạ. Ừ. Con gì nó cắt đuôi. Đâu có sẵn. Có sẵn ấy như này. Có sẵn cả thì là này chuẩn qua. Đây này, đứng nuôi đây này. Đi nuôi đây này, quăng ra ngoài. Đứng ở đây đánh cũng tới. Ừ. Đấy. Chơi đồ cỏ. Đánh ngoài trời đây này. Ừ. Ngoài trời cho đẹp. Gốc được xuống qua mới còn nó lào thử thế này thì sợ nó lào tí nó lào ngực là ngất đấy. Ơ anh đừng đùa, mấy vụ mà bắt cá lao lại còn chết ngất thế này. To ấy rồi cài rồi chẹp chẹp cài chúng cài chép phải là dính ở trong chảo rồi, trong chảo rồi. Mẹ thế. Ăn cho cá nó đến ăn. Hai thà cho nó lớn. Bé. Dày. Sau kiếm nó con tầm đôi cân ăn bỏ. Rồi. Làm nào ra hẳn đấy đi. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Thôi thôi rồi. Nhẹ nhàng thôi. Tắt lại. Rồi, tắt đấy. Ui ôi, con này tròn thế.
chú này mới kêu tròn, cái đũa tròn nhất thì bác về về đứa nhỏ chạy rồi. Nên là mà đánh chạy cá có khả năng thì chạy lao, cái này quá nhẹ, cái này được cho 3 con chú. Xem có cá cải không? Có nhớ, đứng trong chạy chạy gì mà cứ thế mà lồi lên. Đang tìm cách thoát thân. Giật là nó khác không? Đấy, cái cỏ này, mặt ai chả có con này. Không có ra. Đâu. Hay ra mới đỏ. Kéo lại ục mẹ ra ngoài rồi thì. Không có, cây, cây bông lên rồi. Cây cỏ này cũng vào tính, nó nặng. Cái gì mà. Thì mà nặng lắm, hay xài xài nó vẫn đầm xuống gì rồi. Như quay cổ ui rồi phi 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 thôi phi cải hết thôi được kinh cái loại đấy này kìa kinh loại to đấy phi tất 2 cân là nuôi tầm 5 như bác 2 lứa lần lứa này phải gần 5 rưỡi à gỡ hơn cá rẻ kiếm rồi được rồi. Muốn kiếm lấy đỗ nhiều nhiều cá mà khó quá nhỉ. Bây giờ chưa nó. Làm phát nữa ta xuống đây rồi làm phát nữa. Không không, ông lại lên chỗ ông nãy hộ tôi. Đánh giờ giáp giáp cái chỗ kia. Chỗ ông nãy mới có. Đang con con như thế này. Dơ con cá lên được thì tốt. Gỡ ra dơ con cá lên xong ném ra. Nó quá khỏe rồi đó. Ừ, thôi được rồi, kệ nó. Rồi. Nhô đầu lên đánh luôn vậy. Thế khả năng phải mỏ ấy. Cái cá phải nhô đầu lên ấy. Má thắng rồi. Mình có hầm hố này, khoái. Cá khoái đó. Ý, ý, con thấy cải ghê đấy. Lại rù phiên. Rù phiên. Rù phiên thì dễ bát kéo phát rồi. Đánh mùa này không khoái nên mai mùa đông rét sụt đột vật ạ. Trước đánh nhà thằng ôi cày cày bùn xin con đít khô đầu mày khô rồi đó con gì đây phi anh biết đâu khôn rồi đấy, đánh bắt đầu đánh nhiều nó khôn rồi. Đánh nhiều bắt đầu bây giờ nó biết cài rồi. Thôi được rồi, kéo lên đi. Cài cài xuống bùn không bắt đầu. Lên lên đi. Đánh mãi không thì nó. Anh chỉ cần đánh một vài lần là nó khôn rồi. Bây giờ cắm đầu cứ cắm bùn đầu bùn đó, kéo phát qua là không có gì đúng không? Ừ. Dính con ấy cài ra rồi. Chắc cũng vẫn phải dính vài con. À nhưng dương đến đến một không ra mới đỏ có con 21 ra mới đỏ đánh trước em đánh cá ngoài sông cá chép nó khôn vô cùng đánh một đàn này mà nước nó chảy bùn con ra được thì bảo ông ra đây không phải cứ thích đứng đấy ừ kệ nó cứ kéo đi
mắc mỡ gì không? Không có, lại lôi mạnh. Mắc mỡ gì, lao con bầm. Xì tam tam là cài vào đấy, lao vào đấy. Chết đền. Lao vào bà, kiểu gì cũng lao vào. Em biết là không? Kiểu gì nó cũng lao vào. Vui đỏ hay lắm. Ai vui đỏ hả? Có cả vôi cỏ không dính gì toàn rác rất là mùi lắm kệ nó ngành đâu này các bạn nào à?